thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái người ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mày mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Ấy. Như là rất là cái hay này, quên luôn. Ừ. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Ừ. Bạn bên kia tên gì? Con quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ. Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc nhớ nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình rồi Phương? Dạ con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúc mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào dạ. Luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước. Cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Rồi, mời anh trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. Quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước ạ. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước, còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ dạ. Ghi gì trong đó vậy? Dạ con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Rồi đọc luôn đi thôi con. Thôi vậy sẵn mình đọc luôn đi. Cứ ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Không. Mai mốt đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa hay là thích làm thơ hay thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Rồi đâu con đọc luôn đi. Này con nhờ chú Quyền Linh đọc con. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao đây. Ông có sẵn lòng không? Ông mai mối ơi. Có sẵn lòng luôn. Trời ơi, thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi con cứ ngồi đi coi. Thơ: thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. Theo cô thì con cứ giữ cái này, xong chút xíu nữa nếu như mà
con mở rào ra đó ha. Con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Có giá à. Ờ, để tôi coi đàn trai đàn cái này. Cũng hương trời sắc nước. Thôi nói chung là hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái người ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mềm mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Như là rất là hay quên luôn. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Bạn bên kia tên gì? Con quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ. Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc. Nhớ dạ. Nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình địa phương? Dạ con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúng mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Trời đất ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi, chú. Đó, mà để nè, để sát con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ hồi xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nhưng bây giờ hôm nay con đẹp trai hơn. Yên tâm, con trắng trẻo hơn chú ha. Đẹp trai nha con. Dạ. Không phải đùa đâu, đây là hot boy đó. Rồi, bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ, rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với chị của con. À rồi, mời chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, dạ chào chị Hồng Vân và dạ, chào khán giả ở trường quay. Dạ Ngọc á, thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó chị cũng chưa có quen ai. Dạ theo chị á, thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương, chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội. Dạ để hai em tìm hiểu nhau. Dạ. Không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Em trai đi với ai? Con đi với mẹ với ba người bác ạ. Bác à, Yến, bác Mỹ với có mẹ, bác ha. Mẹ. Xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC mát tay. Dạ. Xin chào khán trường. Chào bên đàn gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng, cao cao giống mẹ chồng. Bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi rồi tìm hiểu nhau rồi tiến tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ sao? Mẹ ơi, nói câu đi, mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay.
Tôi thấy cháu gái bên đây cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, thằng lưu cái lý lịch đó đi. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời nhiên. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. À, với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh á thì được bao nhiêu phần trăm? Chắc 70%. 70% đúng không? Cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. À, tại vì trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu, dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Bữa khác, theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia, dạ, kia không được, hẹn bữa kia không được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Em thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím, anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím hết. Chú Linh thích màu tím mà con. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Vâng. Mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái con. Dạ, thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. À, anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Rồi, có thể hát tặng bạn gái một bài đi. Dạ. Bước tới nào, nhìn nhau mà hát, truyền cảm xúc cho nhau. À, con muốn dành tặng bạn bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở, và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài. Chết rồi. Những ngày cái này con tập một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Mình đứng lên đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, trời đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đều ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài ăn sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Trời, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Chút tặng bạn rồi. Đi. Dạ, để tặng luôn đi để về nghiên cứu. Dạ. Đó. Chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Thôi bây giờ trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Kiểm tra thật kỹ các bạn nha. Bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm. Bắt 1 đầu. 2 3 Hết thời gian. Wow. Đúng rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Xin phép luôn. Xin phép hôn nụ hôm đầu tiên luôn đi con. Xin phép chị cho em hôn bạn gái.
Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, cảm ơn cô.